Hơn 50 năm liền, ba thế hệ tiếp nối nhau đã dành phòng trọ nuôi cơm ăn miễn phí cho học sinh mà có những người ở từ đời mẹ lại đến đời con. Chuyện nuôi học sinh ăn ở trong nhà miễn phí như thế này đã diễn ra ở gia đình ông Đinh Xuân Diễn và bà Hà Thị Hoa tại khu dãy 1 xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi trường cấp 2 đầu tiên của vùng ra đời. Tức là nuôi cái học sinh là từ cái năm bắt đầu thành lập cấp 3, năm 2000 đấy. Trước thế hệ cấp 3 là ngày xưa là cấp 2 thì ông bà sinh ra chúng tôi đây cũng đã từng nuôi các con các cháu vùng sâu vùng xa ở tại nhà sàn ở đây. Cái lúc ấy là khó khăn hơn bây giờ rất nhiều chứ không phải là bây giờ còn nhiễm. Còn ngày xưa là nó phải dừng là núi là thế nọ kia đi lại là phải đi bộ chứ không phải đi không có xe mà đi được. Ngày đó vì đường xá cách trở, lại thường bị những cơn lũ rừng chia cắt nên học sinh người Mường, người Kinh, người Dao ở những xã miền núi xa xôi như Khả Cửu, Đông Cửu, Thượng Cửu, Vinh Tiền, Tân Minh phải ở trọ lại Văn Miếu. Bố mẹ ông Diễn có căn nhà sàn, lúc đầu dành ra một gian cho anh em quen biết gửi con, gửi cháu. Sau đó cứ thế học sinh tự rủ nhau về. Cách đây ngót 20 năm, trường trung học phổ thông Văn Miếu được thành lập. Không chỉ học sinh cấp 2 mà cả học sinh cấp 3 cũng đến ở. Chưa tôi học ở đây là tôi mới cũng ở dưới nhà sàn với các bạn tôi là ở mãi trên thượng Hà Bình cơ. Thượng Bình thế là cũng về đây trọ nhà ông nhưng mà tôi lại ở xã ngay trên này. Là tôi học năm lớp bắt đầu từ lớp 5 là cấp 2 đấy thì là từ năm 65 66 gì đấy thế là tôi học. Coi con người ta cũng như con mình, ông bà bảo ban đám nhỏ rửa bát quét nhà. Ngoài thời gian rảnh, ông Diễn lại chỉ bảo cho các cháu học hành. Hễ biết trường hợp nào trọ nhà mình mà xin được việc, ông đều đi xe đến tận nơi để mừng cho cả gia đình họ. Vợ là nông dân, lương hưu công chỉ có 5 triệu, chẳng lấy làm gì dư dật. Nhưng ông cho rằng đồng tiền thì ai cũng quý, nhưng tình cảm lại quý hơn. Thấy ai hạnh phúc thì mình vui, thấy ai bất hạnh thì mình buồn. Chỉ mong các cháu ăn học ở đây thì các cháu ăn học thành đạt. Mai kia tôi học ở trường nào đó, có ngành có nghề, sau này là đỡ cho bố chồng mẹ và hai đứa là nhất là vùng sâu vùng xa nữa mà thiếu học thì quanh năm nghèo đó đấy. Cho nên là cũng mong rằng các cháu là học thật tốt vào.